Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 5. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày Chủ nhật rồi là ngày 29 tháng 5 và bây giờ là khoảng chừng 12 giờ trưa tại Cali thì Thuận sẽ tranh thủ làm xong cái video này rồi mới đi ăn cơm trưa nhưng mà Thuận có chia sẻ với các bạn trong cái video hôm qua đó là hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói chi tiết hơn về những gì Fed đang làm và tại sao tại vì có thể là nhiều bạn cũng thắc mắc là kênh của Thuận Capital thì chuyên nói về crypto nhưng mà gần đây chúng ta dành rất nhiều thời gian để nói về những cái động thái của Fed cũng như là thị trường tài chính nói chung thì tại sao vậy? Thật ra đã có sự liên quan rất là mật thiết để Thuận chia sẻ với các bạn trong cái video này Chúng ta cũng đã thấy có một bài viết đó Thuận chia sẻ cách đây là hai ngày ở trên những mạng xã hội Nhưng mà thường biết là cũng không phải ai cũng theo dõi Thuận Khắp được trên mạng xã hội Và những cái bài viết này đó nhiều khi cũng không có chia sẻ đủ chi tiết với các bạn Thì Thuận hôm nay đó sẽ vào sâu hơn về cái bài viết này Thì hiện bây giờ đó chúng ta đang thấy có một kế hoạch được nói tới rất nhiều Đó chính là kế hoạch thắt chặt định lượng của Fed Đây là bài viết liên quan tới kế hoạch này có ý nghĩa gì đó với các bạn thì khoảng 2 năm đó, sau khi mà phát động chiến dịch kích thích tiền tệ lớn nhất và rộng nhất trong lịch sử hiện đại thì cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ có nghĩa là Fed đó, đang trong quá trình rút lại sự hỗ trợ đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Yếu tố quan trọng nhất của kế hoạch này đó là thu hẹp bản cân đối kế toán, nghĩa là thắt chặt lại nguồn tiền. Điều đã khiến thị trường tài chính trao đảo khi mà thực hiện chính sách này trước đây. Lộ trình thắt chặt định lượng đã được công bố vào ngày 6 tháng 4 như là tháng vừa rồi và bắt đầu vào tháng này. Thì cái mà chúng ta nói tới đây đó là chúng ta đã nhớ là khi mà chúng ta đối đầu với dịch bệnh năm 2020 thì Fed đã ra tay để mà hỗ trợ thị trường bằng cách là có nhiều công cụ họ sử dụng. Thứ nhất là họ đã giảm lãi suất xuống hai lần còn từ 0 tới 0,25% để mà kích thích tình kinh tế. Thêm vào đó nữa đó là họ cung cấp tiền cho thị trường tài chính bằng cách nào? Bằng cách là Fed sẽ mua lại những cái trái phiếu của những công ty và công trái phiếu của Hoa Kỳ để cho Chính phủ Hoa Kỳ có tiền để mà đưa những gói hỗ trợ hàng nghìn tỷ chúng ta đã nói tới nhiều trong vòng 2 năm qua Thì sau khi 2 năm đã thực hiện cái chiến dịch hỗ trợ thị trường Bây giờ Fed muốn rút lại dòng tiền để mà hạn chế lạm phát Tôi nghĩ câu hỏi đầu tiên của các bạn đó là thắt chặt định lượng nghĩa là thắt chặt nguồn tiền là gì? Thì câu trả lời đơn giản là nó ngược lại với đề nới lỏng định lượng hay còn gọi là kích thích tiền tệ Milton Freeman đã giới thiệu chiến lược kích thích tiền tệ từ nhiều thập kỷ trước và ngân hàng trung ương Nhật Bản đã đi tiên phong trong việc sử dụng chiến lược này vào năm 2001 sau khi họ đã hết sự lựa chọn và đã hạ lãi suất ngắn hạn xuống 0%. Thì theo chiến lược kích thích, đó, một ngân hàng trung ương sẽ mua trái phiếu, có nghĩa là giấy nợ, để giảm lãi suất dài hạn. Tại vì khi mà họ càng mua đó thì chúng ta thấy được là cái trái phiếu giá sẽ tăng lên. Khi mà giá tăng lên thì cái phần trăm lãi suất sẽ đi xuống tại vì cái sự tương quan là ngược chiều với nhau. Thì theo chiến lược kích thích, đó, họ sẽ tạo ra tiền để mua trái phiếu làm tăng nguồn tiền dự trữ ngân hàng trong hệ thống tài chính và hy vọng đó là những người cho vay sẽ chuyển thanh khoản đó thành tín dụng cho các công ty và hộ gia đình như là họ sẽ lấy cái số tiền đó sau đó là cho những công ty những hộ gia đình vay để kích thích kinh tế. Tại vì khi người ta vay, người ta đương nhiên vay để mà sử dụng. Người ta có thể là mở thêm chi nhánh công ty, người ta có thể kinh doanh, người ta có thể là mua nhà, mua xe vân vân thì sẽ kích thích nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng, thắt chặt nguồn tiền là ngược lại có nghĩa là giảm nguồn tiền trong thị trường. Thì Milton Friedman như mà nào mà không rành thì Milton Friedman là một trong những nhà kinh tế học rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ và cũng đã nhận được giải Nobel vào năm 1976. Một điều các bạn cần lưu ý đây đó là chúng ta có thể là đã quen với lại tiền pháp định là fiat đó, tiền các bạn sử dụng bây giờ đồng đô la đồng yen đồng euro vân vân thì chúng ta cũng nhiều khi không có suy nghĩ đến các bạn cứ nghĩ là tiền thì đương nhiên là có giá trị rồi nhưng mà thật ra cái tiền tệ chúng ta biết ngày hôm nay đó là tiền pháp định đây cũng là một cuộc thử nghiệm mà thôi chúng ta có thể nhìn vào lịch sử đó rất nhiều tiền pháp định đã hoàn toàn mất giá trị chúng ta cũng đã thấy được là tiền pháp định lâu đời nhất bây giờ đó đồng bảng anh chỉ hơn 300 năm mà thôi không có tiền phân định nào dài hơn 300 năm hết. Cho nên khi mà chúng ta nói tới thị trường tiền kỹ thuật số đó là một cái thị trường thử nghiệm tiền điện tử là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi cho nên cũng có nhiều cái lỗi lầm xảy ra giống như chúng ta nói tới Luna mà UST gần đây. Nhưng mà trên thực tế đó thị trường tài chính chúng ta đang sử dụng bây giờ cái nguồn tiền đó, cái cách sử dụng tiền, cái cách mà in tiền, cái cách mà rút tiền về Tất cả những cái đó cũng là một cuộc thử nghiệm mà thôi chúng ta thật sự cũng đang nằm trong một cuộc thử nghiệm lớn hơn Tại vì khi mà chúng ta áp dụng những chiến lược như là kích thích tiền tệ đó thì những cái gì có thể xảy ra trong thị trường tài chính hay là trong nền kinh tế như là lạm phát hay là giảm phát tất cả những cái đó đều là những cái suy đoán mà thôi cho đến khi chúng ta áp dụng mới biết được là thật sự đó cái ảnh hưởng đó như thế nào đối với lại nền kinh tế của một quốc gia và quốc gia đầu tiên đó thực hiện cái chiến lược kinh thích tiền tệ này sau khi mà được đề xuất bởi Milton Friedman nhiều thập kỷ trước đó chính là Nhật Bản câu hỏi thứ nhì thắt chặt nguồn tiền xảy ra như thế nào thì để thắt chặt nguồn tiền đó thì Fed để các trái phiếu mà họ đã mua đáo hạn và không mua thêm trái phiếu mới các bạn đã nhớ là trái phiếu là giấy nợ khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì họ mua rất nhiều những giấy nợ của công ty và từ chính phủ Hoa Kỳ để mà cung cấp tiền cho chính phủ Hoa Kỳ và những công ty đó họ tiếp tục kinh doanh kích thích nền kinh tế chứ nếu không đó thì chúng ta sẽ lâm vào tình trạng là khủng hoảng tài chính cho nên Fed đã ra cái quyết định đó và bây giờ họ đang nắm giữ rất là nhiều trái phiếu thì để cho họ tác trạng nguồn tiền đó thì thay vì những trái phiếu đó đương nhiên là giấy nợ là phải đáo hạn cái bạn trả hàng tháng hàng năm rồi sau đó hết hạn thì thay vì là họ sẽ lấy cái số tiền khi mà đáo hạn đó đó tiền lãi và tiền gốc của họ mua thêm trái phiếu trên thị trường để mà hỗ trợ thì bây giờ đó họ đã quyết định là khi mà đáo hạn rồi đó thì họ sẽ không lấy số tiền đó nữa để mà thu mua thêm trái phiếu để cho nó hết hạn và cái số nợ đó nó sẽ coi như là rời khỏi cái danh sách kế toán của Fed và số tiền đó coi như là biến mất thì giống như là thường chia sẻ đây đó lúc trước Fed tạo ra tiền để mua trái phiếu sau đó đó bộ tài chính tại vì phần lớn đó trái phiếu họ mua là không trái phiếu của Hoa Kỳ tại vì các bạn thấy là Hoa Kỳ khi mà họ cần cái số lượng tiền lớn để mà hỗ trợ nền kinh tế đó, những cái có hỗ trợ hàng nghìn tỷ, hàng nghìn, hàng nghìn tỷ thì đương nhiên là họ đâu thế nào mà bán trái phiếu đó ra thị trường được rất lâu để có thể bán được cái số lượng đó và lúc đó đó những công ty cũng đang gặp vấn đề thì làm gì mà có nhiều người mua trái phiếu như vậy? Cho nên cái số tiền đó đó là đến từ Fed, Fed một cách đó là đưa cái số tiền đó cho chính phủ Hoa Kỳ. Số này từ đâu mà ra thì thật ra đó chỉ chăm bộ kế toán mà ra thôi có nghĩa là họ chỉ cần chỉnh sửa con số trong kế toán đưa cho chính phủ Hoa Kỳ sau đó đó thì họ lấy cái số lượng công trái phiếu đó có nghĩa là giấy nợ để vào danh sách kế toán của họ cân bằng lại và họ xem như đây là một tài sản đó là cách mà in tiền thật ra mà nói là người ta nói in tiền cho dễ hiểu chứ không phải là phép bấm nút in tiền xong rồi đem tiền đến cho bộ tài chính đâu thì sau đó đó bộ tài chính sẽ thanh toán cho Fed khi mà trái phiếu đáo hạn bằng cách là trừ đi số tiền dư trong tiền mặt mà Bộ Tài chính ký gửi với Fed. Nhưng lúc nào Bộ Tài chính cũng có một cái chương mục với lại Fed giống như các bạn có chương mục với lại ngân hàng vậy đó. Thì khi mà đáo hạn thì Fed đơn giản trừ đi số tiền đó và số tiền đó biến mất ra khỏi nền kinh tế giống như là một phép bào vậy đó. Nhưng mà đương nhiên để đáp ứng chi tiêu đó Bộ Tài chính phải lắp lại cái khoản tiền mặt đó bằng cách là bán trái phiếu mới lên trên thị trường và phần lớn người mua công trái phiếu đó là sẽ là các ngân hàng khi mà ngân hàng đó dùng tiền của mình để mà mua công trái phiếu hiện bây giờ thì tiền của họ sẽ bị hao hụt đương nhiên là họ mua giấy nợ của hoa kỳ để mà lấy lại thì tiền họ sẽ bị hao hụt do đó đó tạo ra hướng rút tiền ra khỏi hệ thống và thường có thể chia sẻ với các bạn là điều đó cũng đã bắt đầu xảy ra rồi chúng ta có thể nhìn thấy được đây là bản cân đối kế toán của fed mà chúng ta thường hay nghe những bài báo nói thì các bạn có thể thấy được là khi dịch bệnh xảy ra đó là chúng ta thấy là đột ngột cái bảng cân đối kế toán này đã có thêm rất nhiều giấy nợ bắt đầu là từ tháng 3 năm 2020 các bạn thấy được lúc đó đó là chúng ta chỉ có khoảng chừng là 4.000 tỷ đô la giấy nợ mà thôi cho đến khi mà chúng ta tới thì bây giờ đã gần như là 9.000 tỷ đô la và chúng ta cũng đã thấy đó khi mà zoom vào các bạn sẽ thấy rõ hơn là thật sự trong dòng mấy tháng nay chúng ta đã bắt đầu thấy là cái con số này đó đã có dấu hiệu đi xuống Có nghĩa là chúng ta thấy là Fed cũng đã bắt đầu để một số trái phiếu đó đáo hạn Và họ không có tiếp tục dùng tiền đó để mua thêm trái phiếu mới Cho nên chúng ta mới thấy được là cái xu hướng cái đường màu xanh này là đi xuống Và điều này sẽ tiếp tục xảy ra thậm chí còn nhanh hơn nữa Để Hường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa sau đó, đó thì chúng ta thấy được là đương nhiên à, hoa kỳ đó khi mà trừ cái số tiền đó trong chương mục của fed thì chính phủ hoa kỳ cũng cần phải có tiền để tiếp tục tại vì trên thực tế đó chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đây là cái số lượng nợ của những quốc gia các bạn thấy được là phần lớn quốc gia nào cũng nợ rất nhiều chúng ta nói tới đồng Hoa Kỳ nợ tới là 30.000 tỷ Trung Quốc á, là 10,5 nghìn tỷ Nhật Bản là như là 15.000 tỷ các bạn thấy được rất nhiều và rất nhiều những quốc gia nợ tại vì sao tại vì trên căn bản nó thu thuế vào đó không có đủ để mà chi tiêu và Hoa Kỳ không ngoại lệ quốc gia nào cũng như vậy như mình thường muốn chia sẻ với bạn đó là đương nhiên là riêng về Hoa Kỳ nhưng mà những cái ngân hàng trung ương khác nó hoạt động cũng tương tự như là Hoa Kỳ mà thôi và đương nhiên điều này sẽ dẫn đến là Hoa Kỳ sẽ nợ nhiều hơn Tại vì họ phải bán cái dây nợ mới lên trên thị trường Tại vì Fed không tiếp tục thu mua nữa Điều này dẫn đến là nợ Hoa Kỳ sẽ tăng lên Mỗi quốc gia thì đã hoạt động khác một chút Nhưng mà phần lớn những quốc gia đó sẽ hoạt động tương tự như vậy Chúng ta hỏi tới câu hỏi thứ ba đi Đó chính là các ngân hàng trung ương đó đã từng thực hiện chiến lược này hay là chưa Thì câu trả lời là hầu như rất ít khi mà phải thắt chặt nguồn tiền các bạn thấy được là ngân hàng trung ương Nhật đó đã áp dụng cái việc thắt chặt nguồn tiền này vào năm 2006, năm 2007 thì lúc đó là sao? Lúc đó đó nhiều người cho là chính sách thắt chặt này đó quá sớm khi mà Nhật Bản tiếp tục đối đầu với áp lực giảm phát, cho nên đã không thành công. Cái đó nữa đó là ngân hàng trung ương Châu Âu cũng đã từng thắt chặt năm 2013 tới năm 2014 sau sự gia tăng trong cuộc khủng hoảng đồng Euro khi mà Fed đó của Hoa Kỳ sử dụng kích thích tiền tệ lần đầu tiên vào giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và trong giai đoạn phục hồi đó yếu kém sau đó sau đó đó thực hiện thắt chặt khi họ cho rằng nền kinh tế đã đủ mạnh đó chính là phép tại Hoa Kỳ việc thắt chặt đó đã kéo dài gần 2 năm từ năm 2017 đến 2019 có nghĩa là chúng ta thấy được là trên thế giới đó rất ít khi chúng ta thấy tình trạng thắt chặt nguồn tiền xảy ra và hầu như đó chỉ có 3 trường hợp thôi thứ nhất là Nhật Bản năm 2006 đến năm 2007 thứ nhì là ở Châu Âu năm 2013 đến năm 2014 và cuối cùng là ở Hoa Kỳ năm 2017 đến năm 2019 có nghĩa là những ngân hàng đã hầu như không có nhiều kinh nghiệm về việc thắt chặt nguồn tiền này và chúng ta có thể thấy được đó là Nhật Bản khi mà ra cái quyết định thắt chặt nguồn tiền thì như thế nào chúng ta thấy là nhìn riêng chứng khoán của Nhật Bản thôi đương nhiên chứng khoán chỉ là một phần của nền kinh tế chứ không phải là hoàn toàn nhưng mà chúng ta có thể nhìn riêng về chứng khoán Nhật Bản đó các bạn thấy được là năm 2000 là 6 và là 7 đó khi mà chúng ta thấy được là chứng khoán năm 1990 đó Nhật Bản đó chỉ số Stock Market Index đã lên tới cái mức đỉnh điểm là 39.081 điểm mà chúng ta thấy được là sau đó đó chứng khoán Nhật Bản cứ đi xuống và đi xuống và chúng ta có thấy được là bắt đầu từ năm 2003 đã có cái sự hồi phục trở lại nhưng mà lúc đó chúng ta thấy được là sau đó đó Nhật Bản lại đưa ra quyết định thắt chặt nguồn tiền dẫn đến trường hợp gì? Dẫn đến trường hợp là chứng khoán đó của Nhật Bản rơi từ 18.389 điểm của cái stock market index Nhật Bản xuống chỉ còn có 7.720 điểm mà thôi đó là một dẫn chứng cho thấy được là Nhật Bản khi mà áp dụng chiến lược thắt chặt này đó cũng dẫn đến chứng khoán lao vực thời điểm đó nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một sàn có tên là MaskX Thì MaskX cung cấp dịch vụ tài chính chẳng hạn như là ví trực tuyến và giao dịch phi tập trung, decentralized trading, copy trade, giao dịch option, spot, margin, giao dịch USDTM và CoinM, staking, DeFi mining, cloud mining vân vân thì sang có hơn 200 cặp giao dịch và chương trình giới thiệu và các khách hàng thân thiết tiền thưởng bonus airdrop và quyền tặng độc quyền hiện tại đó thì hàng chục loại tiền điện tử hàng trăm cặp giao dịch đã có sẵn trên thị trường giao ngay của Maxx bao gồm các tài sản có tính thanh khoản cao và token mới chẳng hạn như là các token DeFi, meme coins vân vân. Khả năng lợi nhuận đó được gia tăng trên Maxx bằng cách sử dụng giao dịch hợp đồng và đòn bẩy thì Matex có cung cấp cơ hội giao dịch với các hợp đồng CoinM và USDTM cho các đồng coin và token phổ biến nhất. Có nghĩa là có thể cung cấp ký quỹ giao dịch bằng cả USDT và bằng chính các đồng cơ bản chẳng hạn như là Bitcoin hay là Ethereum. Thì tất cả các hợp đồng trên Matex đều là hợp đồng vĩnh viễn. Chúng không có ngày hết hạn cụ thể đây ra và do đó các vị thế có thể được giữ miễn là có đủ tài sản thế chấp. Hơn nữa đó thì không giống như là các sàn giao dịch khác, số lượng đồng 7 trên MacDex thì có thể cao lên tới 300x. Đây là một con số kỷ lục cho các bạn phái sinh điện tử hiện nay. Tuy nhiên, sử dụng đòn 7 cao đó thì các bạn có cơ hội cũng như là nhiều rủi ro hơn. Thì copy trading là một dịch vụ cho phép các bạn sao chép các giao dịch của một trader khác. Và MacDex thì có hơn 1.000 trader để các bạn có thể theo dõi và lựa chọn Financial M thì cụ thể đó trên sàn Matex có một nền tảng Financial M cho việc này trên đó bạn có thể gửi tiền điện tử và cơ hội dành cho ba tài sản thanh khoản phổ biến nhất Bitcoin, Ethereum và USDT để mà lấy lợi nhuận lợi suất trên thì ở đây dao động từ 0.7% đến 8% mỗi năm với khoản tiền gửi cố định hoặc là lên tới 22% với khoản tiền gửi là USDT bạn có thể tải ứng dụng qua App Store hoặc là Google Play hoặc link tải trong phần mô tả video này để tìm hiểu thêm Sàn nên thì cũng có hỗ trợ trực tuyến 24 trên 7 Nơi mà có một nhóm hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ trả lời bất cứ các câu hỏi nào của bạn Và chỉ bạn đăng ký và sử dụng Madax Hiện tại đó thì Madax đang có một chương trình khuyến mãi Mà bạn có thể dễ dàng nhận được mã khuyến mãi để giao dịch miễn phí Bạn chỉ cần là nhắn tin ở trên live chat ở đây Và họ sẽ cung cấp cho bạn phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng Để giao dịch trong Madax không mất phí thì tất cả thông tin như bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm nữa thì có thể bấm vào những cái thông tin bên dưới cái video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Maxx và câu hỏi thứ tư là Fed đã có quyết định gì lần này thì các bạn cũng đã biết là Fed đang nắm chủ yếu là công trái phiếu và trái phiếu thế chấp do các cơ quan chính phủ phát hành và số lượng này đã, đã tăng hơn gấp đôi trong thời kỳ đại dịch lên khoảng 8,9 nghìn tỷ USD từ 4,2 nghìn tỷ USD thì tổng số đó đã tiếp tục tăng cho đến tháng 3 khi mà Fed giảm dần các chiến lược thu mua trái phiếu. Trong cuộc tháng 3 đó và biên bản được công bố tháng 4, các quan chức Fed đã thảo luận về việc thắt chặt với tốc độ tối đa hàng tháng là 60 tỷ USD công trái phiếu và 35 tỷ USD chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp. Con số này đã gần gấp đôi so với 50 tỷ đô la mỗi tháng khi mà Fed thắt chặt từ năm 2017 đến năm 2019. Thì cái mà chúng ta nói tới đây đó là cái số lượng nợ của Fed đang tăng lên, cái số nợ mà họ đang giữ đó như được chia sẻ cái hình liên quan tới biểu đồ bản cân đối kế toán của Fed mới đây. Điều mà chúng ta lưu ý lần này đó là Fed không chỉ đơn giản là để những cái trái phiếu đó đáo hạn rồi họ không tiếp tục thu mua nữa. Tại vì làm cái gì đó rất là chậm và bây giờ đó cái phần trăm lạm phát rất là cao. Cho nên họ là quyết định là không chỉ là để nó từ từ rời khỏi cái bản danh sách kế toán bằng cách đó mà họ còn tích cực hơn là sẽ bán trái phiếu lên trên thị trường và các bạn đã thấy được là họ bán tối đa đó theo cuộc họp mới đây là 60 tỷ USD công trái phiếu mỗi một tháng và 35 tỷ USD chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp mỗi một tháng. Có nghĩa là mỗi tháng họ có thể bán lên tới là 95 tỷ. Con số này đó so với lại lần trước đó khi mà họ thắt chặt năm 2017 và năm 2019 như thế nào, đó chính là gấp đôi. Và thêm vào đó các bạn có thể biết là Fed tăng lãi suất. Cái cách mà Fed gia tăng lần này đã hầu như là gấp đôi cái tốc độ của năm 2017 đến năm 2019 nhanh hơn rất là nhiều và các bạn đã thấy được đây là những thông tin mà chúng ta cũng đã từng nói tới nhiều lần trên kênh rồi thì điều này có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế đó chính là câu hỏi thứ năm khi mà quá trình thắt chặt lấy tiền ra khỏi hệ thống đại chính thì một số lãi suất cho vay nhất định sẽ tăng lên tại vì các bạn thấy được là khi mà có nhiều tiền trên thị trường thì những ngân hàng đó họ có thể là cho vay nhiều lúc đó chúng ta thấy được là tiền nhiều thì chúng ta sẽ thấy là phần trăm lãi suất nó sẽ thấp xuống khi mà nhiều nhu cầu cho vay mà không có nhiều tiền để mà cho vay thì lãi suất sẽ tăng lên đó là nhu cầu cung cầu trên tất cả thị trường mà thôi giống như là thả lỏng nguồn tiền để mà giảm lãi suất thắt chặt nguồn tiền có thể gây áp lực tăng lãi suất việc tăng lãi suất đó cùng với việc bán trái phiếu của Fed đã khiến lợi suất công trái phiếu tăng vọt trong quý đầu tiên của năm 2022 lãi suất 10 năm của công trái phiếu đó tăng lên trên 2,6% cao nhất sau gần 3 năm và chúng ta cũng có thể thấy được là trong cái biểu đồ này đó lãi suất công trái phiếu của Fed đã tăng chúng ta có thể thấy được là từ đầu năm 2022 đó là chỉ có 1,63% mà thôi và bây giờ đã lên tới 2,74% rồi tại vì lãi suất đã tăng lên chúng ta cũng có thể thấy được cái sự ảnh hưởng gián tiếp thường nói ảnh hưởng gián tiếp thì vì Fed không có quản lý những cái mức cho vay trên thị trường cho người tiêu dùng là bao nhiêu họ chỉ quản lý cái mức mà họ cho những cái ngân hàng vay mà thôi đó chính là Fed Fund Rate thì chúng ta có thể thấy được là cái lãi suất 30 năm cho vay để mua nhà đó chúng ta thấy được là từ tháng 12 của năm 2020 đó là cực kỳ thấp luôn chỉ có 2,67% mà thôi rất là thấp và giữ mức thấp liên tục cho đến khi mà Fed đó, bắt đầu có ý định là tăng lãi suất lên. Chúng ta đã thấy được là trước khi mà Fed thực sự tăng lãi suất thì lãi suất cho vay mua nhà 30 năm đã tăng lên rồi và cho tới bây giờ đó là 5,1%. Các bạn có thể thấy được là chúng ta tính đầu năm 2022 thôi chỉ có 3,1%. Bây giờ 5,1% cái sự tăng trưởng tính theo phần trăm thật sự rất là nhiều. Đương nhiên phần trăm này so với lịch sử nó vẫn còn rất là thấp nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta thấy được là vẫn đang ở cái mức cao so với lại cách đây 1 năm và 2 năm. Và không chỉ riêng là lãi suất cho vay mua nhà mà chúng ta cũng có thể được là lãi suất cho vay để mà mua xe cũng như vậy. Chúng ta có thể thấy được là cuối năm ngoái đó chỉ có 3,85% mà thôi khi mà mượn tiền mua xe 5 năm trung bình ở Hoa Kỳ là 3,85% nhưng mà cho tới bây giờ đó là 4,47%. Các bạn thì được cũng tăng theo luôn. Thì Fed cái video này hay là không? Đương nhiên là Fed biết rồi cho nên Fed mới tăng lãi suất của Fed lên tại vì Fed biết làm gì gì đó là sẽ gián tiếp dẫn đến là lãi suất của những cái như là mua nhà, mua xe, vay mượn những cái lãi suất đó đương nhiên cũng sẽ tăng theo luôn tại vì ngân hàng bây giờ chịu lãi suất cao hơn thì họ phải tăng lãi suất cho người tiêu dùng lên, gián tiếp tăng cái phần đó lên thì sẽ dẫn đến là người tiêu dùng có thể là không mượn hay là mượn với ít số tiền hơn tại vì lãi suất đã tăng dẫn đến là họ sẽ có ít tiền hơn để mà đi mua xe, mua nhà dẫn đến là sẽ làm chậm đi nền kinh tế và khi mà nền kinh tế chậm đi đó sẽ có cái sự ảnh hưởng với việc là làm giảm phần trăm lạm phát đó chính là cái ý nghĩa của Fed tăng lãi suất lần này đó Fed tăng lãi suất và bán trái phiếu như vậy đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế trong những tháng tới đây thì chúng ta đương nhiên sẽ không biết được nhưng mà chúng ta có thể là trở về quá khứ để xem lại lịch sử Thực ra chúng ta chỉ có một lịch sử duy nhất mà thôi đó chính là cái đợt đầu tiên mà họ siết chặt từ năm 2017 đến năm 2019 thì câu hỏi đó là các thị trường phản ứng như thế nào vào năm 2017 đến năm 2019 khi mà Fed thắt chặt lần đầu tiên thì lúc đó, đó khác với bây giờ chủ tịch Fed lúc đó đó là Janet Yellen Janet Yellen là một người mà các bạn cũng có thể là nhìn quen mặt tại vì thời điểm đó đó Janet Yellen là chủ tịch của Fed bây giờ Janet Yellen là bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ thì lúc đó Janet Yellen là người mà đứng đầu của Fed và bà ta cũng giống như là John Powell hiện bây giờ cũng chứng an mọi người vào tháng 6 năm 2017 đó là sẽ có một cuộc hạ cánh an toàn có nghĩa là sẽ tăng lãi suất và giảm đi cái bảng cân đối kế toán của Fed nhưng mà sẽ không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế sẽ không dẫn đến là thất nghiệp cao và dẫn đến là khủng hoảng tài chính lúc đó bà ta cũng nói như vậy thắt chặt nguồn tiền không gặp khó khăn khi mà bắt đầu vào tháng 10 năm 2017 đó là lần đầu tiên họ bắt đầu của thời điểm đó nhưng mà chỉ 3 tháng sau thôi trái phiếu toàn cầu và cổ phiếu đó giảm giá giống y chang như bây giờ vậy đó có thể là do sự kết hợp giữa Fed thắt chặt và ngân hàng trung ương châu Âu đã báo hiệu rằng họ có thể sẵn sàng chậm lại việc bơm tiền vào thị trường ở châu Âu. Hai điều này dẫn đến là trái phiếu và chứng khoán đi xuống thời điểm đó. Vào tháng 11 năm 2018, đó, một số người đã bắt đầu tranh luận là Fed đã thắt chặt quá nhanh, quá sớm khi các công ty cho vay đã không có đủ tiền cho vay để đáp ứng người vay. Đồng đô la tăng lên gây áp lực với những đơn vị đang nợ mà phải trả bằng đồng USD. Các bạn biết được là những cái đơn vị mà nợ tiền cho những công ty ở Hoa Kỳ đó thì đương nhiên có nhiều công ty nhiều đơn vị là ở nước ngoài khi mà họ vay mượn nó họ vay bằng đồng đô la thì lúc đó đó đồng đô la là cái giá không có cao tại vì lãi suất thấp bây giờ đó Fed tăng lãi suất lên thì các bạn thì đột ngột đó cái số tiền mà họ phải trả lại có giá hơn có nghĩa là khi mà họ đổi từ đồng yên và đồng USD mà đồng yên mất giá đồng USD tăng giá thì họ cần phải có nhiều đồng yên hơn để trả cùng một số tiền thì đương nhiên gây áp lực đối với họ khi mà Fed tăng lãi suất lên những công ty mà đang gặp khó khăn đó thì không thể vay nợ được một cách dễ dàng tại vì tiền đã bị siết chặt mà đâu có dễ dàng để mà cho vay đâu các bạn có thể được là bây giờ chủ tịch hiện bây giờ là chủ tịch John Powell của Fed nhưng mà trước đó là giao Yellen và chúng ta cũng có thể thấy được là chỉ số S&P 500 đó thời điểm đó chúng ta có thể zoom vào để thấy được là tháng 9 năm 2018 đó là chỉ số này ở mức là 2929 cho đến các bạn thấy được là tháng 12 của năm 2018 đó khi mà tiếp tục áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ thời điểm đó dẫn đến chỉ số này rớt chỉ còn có 2.416 mà thôi. Thì sau khi mà biết được những thông tin này đó thì thời điểm đó Fed đã làm gì? Thì lúc đầu đó Fed tiếp tục theo chính sách thắt chặt của mình và chủ tịch mới đó là chủ tịch John Powell thời điểm đó sau khi mà Jerry Yellen rời khỏi của mình thì chủ tịch Powell là người kế nhiệm thì đã có lúc nói rằng chiến lược đang ở chế độ tự động thì cứ để nó tiếp tục đi nhưng mà sau khi chỉ số S&P 500 giảm gần 16% trong vòng 3 tuần tháng 12 năm 2018 như thường mới vừa chia sẻ với các bạn đó thì Fed đã thay đổi quyết định họ đã từ bỏ việc tăng lãi suất vào tháng 1 năm 2009 và thông báo loại bỏ chiến lược thắt chặt vào tháng 3 năm 2019 các bạn đã thấy được là cái thời gian là bao nhiêu lâu từ tháng 10 năm 2017 là họ bắt đầu và họ đã thông báo là không tăng lãi suất nữa tháng 1 năm 2019 đây là thường viết lộn 2019 chứ không phải là 2009 thì chỉ có một năm 3 tháng sau là họ đã thông báo là không tăng lãi suất nữa và 3 tháng sau đó đó là tháng 3 năm 2019 có nghĩa là trong khoảng chừng thời gian là 15 tháng cho đến 17 tháng trong khoảng thời gian đó đó là Fed đã hoàn toàn từ bỏ ý định thắt chặt rồi có nghĩa là vẫn khoảng chừng là một năm rưỡi sau khi mà Fed từ bỏ cái chiến lược thắt chặt vào tháng 3 năm 2019 thì thị trường lúc đó ra sao coi phục lại hay là không thì thật ra đó vào tháng 9 năm 2019 như là 6 tháng sau đó đó lãi suất tăng mạnh khiến cho thị trường repo một cái nguồn tài trợ ngắn hạn quan trọng khiến cho Fed phải bơm thanh khoản vào thị trường này lần đầu tiên trong một thập kỷ tháng sau đó các quan chức fed cho biết họ sẽ tăng cường mua công trái phiếu để duy trì nguồn cung dự trữ ngân hàng dồi dào thì điều mà chúng ta thấy đây đó là sau khi mà ngưng không tăng lãi suất nữa và không siết chặt nữa thì cũng chưa có đủ 6 tháng sau đó fed phải công bố là sẽ bắt đầu trở lại để mà mua công trái phiếu để mà hỗ trợ thị trường chứ ngưng không không đủ phải trở lại mua thêm công trái phiếu tại vì các bạn đã nhớ thời điểm đó đó nhưng mà nào mà xem video trên kênh này chúng ta cũng nói khá nhiều về thị trường repo thì để hiểu đơn giản đó đây là một thị trường rất là phức tạp nhưng mà để hiểu đơn giản đó là các bạn là một người bình thường thì chúng ta cũng nhiều khi cần phải vay nóng các bạn có thể là vay nóng để mà sửa nhà rồi bán cái gì đó cũng có những cái nhu cầu vay nóng coi như là vay ngắn hạn lãi suất cao thì những ngân hàng cũng như vậy những ngân hàng họ cũng cần phải vay nóng và thường là vay qua đêm thì có nhiều lý do họ có thể là cần vay tiền để cho sáng hôm sau họ cần phải thanh toán một số nợ hay là họ cũng cần phải đưa tiền cho vay như là họ đã cam kết với lại người vay cho nên họ cần phải có cái số tiền nóng nhanh chóng qua đêm và sau đó đó trong vòng một ngày hai ngày họ sẽ trả trở lại số tiền đó khi mà họ có thu nhập mà họ đang chờ về ngân hàng của họ. Những ngân hàng hoạt động là như vậy, như ngân hàng đó thì vay qua đêm. Nhưng mà trong thời điểm đó đó, vì lý do là cái nguồn tiền trên thị trường nó nó đang bị siết chặt và có nhiều tin đồn. Lúc đó thì có nhớ là có tin đồn là một trong những ngân hàng lớn đó đã đang chồng bờ vực phá sản. Không biết được ngân hàng nào nhưng mà tin đồn đó đó khiến cho những ngân hàng họ sợ, khi mà họ sợ đó họ sẽ không cho những ngân hàng kia mượn, tại vì họ không biết là ngân hàng mà họ cho mượn có phải là ngân hàng sắp phá sản hay là không, dẫn đến là những ngân hàng đó cũng có thể mượn được tiền, nhưng mà phải mượn với cái lãi suất cao đến nỗi mà gần như 10%, khiến cho Fed lần đầu tiên trong dòng nhiều thập kỷ phải là người đứng ra cho vay để cho đảm bảo là thị trường không gặp vấn đề thời điểm đó. Và sau đó đó thì Fed đã quyết định là sẽ tăng cường mua thêm công trái phiếu để mà duy trì cái nguồn cung dự trữ dồi dào cho những ngân hàng. Thì các bạn đã thấy được đây là những gì mà đã xảy ra vào đợt thắt chặt à, lần trước đây là năm 2017 tới năm 2019 đó là lần thắt chặt đầu tiên của Hoa Kỳ thì lần này ra sao thì uh, chúng ta thấy được là cựu bộ trưởng tài chính Lawrence Summers cũng đã từng nói bốn từ nguy hiểm nhất trên thị trường là lần này sẽ khác thì các bạn thấy là lần này Fed nói gì thì dựa theo phiên bản họp tháng 3 của Fed thì họ nói là lần này sẽ khác Lý do tại sao họ nói là thứ nhất đó là khuôn khổ hoạt động hàng ngày của Fed đã được điều chỉnh và Fed để cam kết đó, duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống có nghĩa là họ sẽ không để những chuyện như là trước đây xảy ra nữa về việc là những ngân hàng không cho vay lẫn nhau tại vì họ sợ có ngân hàng nào đó gặp rắc rối các quan chức của Fed cũng quyết tâm ghi nhớ bài học kinh nghiệm từ đợt cắt giảm bản cân đối kế toán khi xưa các quan chức của Fed cũng đồng ý là giám sát chặt chẽ các thị trường để điều chỉnh chiến lược thắt chặt đây là điều khác khi bạn đã nhớ là khi mà áp dụng chiến lược này cách đây 3 năm đó, 4 năm, thực ra cũng đã 5 năm rồi từ 2007 tới 2019. Thì thời điểm đó đó Fed mỗi lần mà gặp rắc rối trên thị trường họ nói là đó là cách hoạt động cũng bình thường mà thôi sẽ qua sẽ tự động nhưng mà bây giờ Fed nói là không sẽ giám sát chặt chẽ và điều chỉnh cái uh, sự thắt chặt trên thị trường tùy theo là tình hình và câu hỏi cuối cùng đó là Fed lần này có chế độ an toàn nào mới hay là không thì theo Fed nói là có lần này đó Fed có các công cụ mới mà Fed có thể sử dụng để ngăn chặn ít nhất một số căng thẳng ngắn hạn trên thị trường tài chính năm ngoái đó họ đã giới thiệu một cái gọi là cơ sở đại diện thường trực có thể cung cấp lên tới là 500 tỷ đô la tiền mặt qua đêm cho hệ thống ngân hàng và thêm một cơ sở riêng biệt cung cấp đô la cho các ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Ngân hàng dự trữ liên bang New York đó cũng có thể ký các thỏa thuận cung cấp tiền khẩn cấp. Nhưng mà việc Fed gây dựng cơ sở này đó có thể là một tín hiệu của những rắc rối phía trước mà chúng ta phải đối đầu. Thì theo thuận đó, bây giờ đã khác khi xưa khi mà việc thắt chặt chính sách tài chính của Hoa Kỳ vào năm 2022 đó Tuy là không có giống như năm 2007 đến 2019 nhưng mà bây giờ chúng ta lại có những cái vấn đề khác Như là cái mối nguy hiểm về chính trị Chưa kể đến đại dịch vẫn dai dẳng Ở Trung Quốc bây giờ chúng ta vẫn thấy là có những cái lockdown Chuỗi cung ứng hàng hóa không ổn định và vẫn có thể có những điều chúng ta không ngờ ở phía trước Chúng ta chỉ mới ở tháng thứ hai phép tăng lãi suất kỳ này mà stock đó thì các bạn thấy đã tơi tả rồi lãi sức mua nhà tăng gần gấp đôi thì vẫn hy vọng là Fed sẽ hạ cái năng toàn nhưng mà lòng tin của nhà đầu tư bây giờ thì không cao lắm cho nên tôi mới thấy là thị trường chứng khoán đó là một màu, màu đỏ như vậy có thể bạn nói là những gì mà thuận vừa chia sẻ đó nghe có vẻ như là hay nhưng mà có liên quan gì đến bạn là một nhà đầu tư crypto chúng ta nói tới nền kinh tế chúng ta nói tới thị trường chứng khoán hoa kỳ thì liên quan đến crypto thật ra sự liên quan là có Chúng ta cũng đã thấy đó như thường chia sẻ là chứng khoán đó đã tơi tả khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất chỉ mới có hai lần mà thôi. Chúng ta thấy được là đầu năm tới bây giờ đó chỉ số Nasdaq, cái chỉ số mà có sự tương quan cao với Bitcoin và đương nhiên Bitcoin là xu hướng chung của thị trường crypto. Chúng ta thấy được chỉ số Nasdaq đó, đã xuống 22,46% chỉ tính từ đầu năm tới bây giờ mà thôi. Đây là con số xuống rất là kinh khủng trong thời gian ngắn như vậy và chúng ta có thể được là cái số lượng tiền rời khỏi đó thị trường chứng khoán cũng rời khỏi thị trường trái phiếu luôn tại vì các bạn thấy được là khi mà lãi suất tăng đó, thì cái trái phiếu giá nó sẽ đi xuống và ngược lại lãi suất xuống giá trái phiếu tăng lên bây giờ trái phiếu đang tăng lãi suất thì chúng ta thấy được là cái giá trái phiếu sẽ đi xuống thì cái số lượng tiền rời khỏi chứng khoán Hoa Kỳ và trái phiếu đó rất là nhiều và các bạn nên biết là chứng khoán Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất trên thế giới thì cái số lượng tiền lớn đó rời khỏi thị trường đi về đâu thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường trái phiếu của Mỹ đó là thị trường lớn nhất trên thế giới và trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ cho là trái phiếu an toàn nhất tại vì từ trước tới bây giờ chính phủ Mỹ có bao giờ là quỵt nợ đâu cho nên rất nhiều những hàng trung ương đầu tư vào chứng khoán Hoa Kỳ, đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ, những ngân hàng, những quốc gia khác như nhà đầu tư của những quốc gia khác cũng đầu tư vào thị trường này cho nên chứng khoán Hoa Kỳ là đại diện cho một phần lớn của nền kinh tế thế giới. Chúng ta có thể thấy được là tiền rời khỏi chứng khoán, rời khỏi trái phiếu nhiều như vậy thì đi về đâu thì chúng ta đã thấy là không phải đi vào vàng, vàng thì dậm chân tại chỗ thậm chí còn thấp hơn so với trước đây, bây giờ là dưới 1.900 đô cho một ounce vàng, 1.850 đô, đây là giải hợp đồng mới nhất. Chúng ta có thể thấy được là họ có đẩy tiền vào trong crypto hay không, cũng không phải luôn, chúng ta được là crypto cũng đi xuống gần đây cùng với lại chứng khoán thì tiền đi về đâu thì thực ra phần lớn đó là đang nằm trong tiền mặt hiện bây giờ tại vì sao vậy tại vì khi chúng ta thấy cái hiện tượng đó là Fed thắt chặt nguồn tiền có nghĩa là vừa giảm lãi suất vừa bán trái phiếu thì sẽ dẫn đến là lãi suất sẽ có dấu hiệu là tăng lên đương nhiên việc mà họ muốn làm là làm chậm đi nền kinh tế khi mà lãi suất tăng lên đó, các bạn thấy được là sẽ dẫn đến là mượn tiền nó sẽ khó khăn hơn mượn được ít tiền hơn người dân mượn được ít tiền hơn hay là công ty mà ít tiền hơn thì họ có thể là có ít tiền hơn để mà sử dụng dẫn đến là những cái nơi mà có thể là nhận cái số tiền đó của họ giống như các bạn mượn tiền mua nhà thì đương nhiên là các bạn mua nhà thì người môi giới được trả tiền người xây nhà được trả tiền rất nhiều người được trả tiền nhưng mà khi mà cái số tiền đó nó ít hơn thì đương nhiên sẽ dẫn đến là ảnh hưởng đến những công ty đó cho đến hơn của những công ty khác nó dẫn theo một chuỗi luôn thì đương nhiên dẫn đến là nhiều nhà đầu tư nghĩ là cái thu nhập của những công ty trong hiện tới đây nó sẽ không có ổn dẫn đến là những nhà đầu tư có cái sự lo ngại về thu nhập tương lai của nhiều công ty và chúng ta cũng đang thấy là nhiều công ty gần đây đưa ra thông báo là thu nhập không được ổn vì lý do đó đó có thể dẫn đến là nhiều người suy ra là khi công ty thu nhập không được ổn chứng khoán đi xuống thì họ cần phải cắt giảm chi tiêu thì một phần cái giảm chi tiêu có nghĩa là phải cắt công an việc làm dẫn đến là thất nghiệp sẽ gia tăng cứ như vậy người ta sẽ suy đoán là có thể dẫn đến khung quản tài chính cho nên nhiều người bây giờ lo sợ họ không muốn đụng tới bất cứ một cái gì mà họ nghĩ là có khả năng rủi ro cao các bạn thấy được là bắt đầu là chúng ta thấy chứng khoán của những công ty công nghệ đó bắt đầu là giảm giá mạnh tại vì nhiều người cho là những công ty công nghệ đó là những công ty mà có cái rủi ro cao là nhưng cũng cao nhưng rủi ro cũng cao và nhiều người đó thì vẫn có cái sự liên hệ giữa thị trường crypto với là chứng khoán công nghệ đó là một nhất là bitcoin cho nên các bạn thấy được là những nhà đầu tư thì họ cũng nghĩ là bitcoin có thể là thuận và nhiều bạn nghĩ là một cái tài sản lưu trữ giá trị lâu dài thôi cho chia sẻ thêm vào video ngày mai tại sao tôi nghĩ như vậy nhưng mà nhiều người đầu tư bây giờ họ chỉ đơn giản đầu tư và họ nghĩ bitcoin cũng như chứng khoán công nghệ dẫn đến là cái sự tương quan giữa chỉ số nasdaq và bitcoin cao cho nên cả hai đều đi xuống sau đó các bạn thì là không ngừng ở đó chúng ta bắt đầu thấy được là những cổ phiếu như là nghe cổ phiếu của target là một cái sự thị lớn của Hoa Kỳ cũng giảm 30% trong vòng một ngày. Các bạn thấy được là nhiều công ty bây giờ đó không liên quan đến công nghệ cũng giảm luôn tại vì cái sự lo ngại đang tăng cao. Bây giờ đó hầu như là thị trường nó đang nằm trong một cái dùng gọi là risk off như là những nhà đầu tư đó không muốn chấp nhận nguy hiểm hiện bây giờ. Bất cứ nguy hiểm gì họ cũng không muốn dẫn đến là tất cả đều đi xuống cùng một lượt tại vì trên căn bản những nhà đầu tư họ tự thủ những công ty họ tự thủ tại vì họ sợ là nếu như mà cứ siết chặt như vậy đó vay mượn sẽ khó khăn hơn lãi sức sẽ tăng cao nếu lợi như vậy dẫn đến khủng hoảng tài chính thì những công ty họ cần phải có tiền để tiếp tục hoạt động vì lý do đó, đó tất cả đều đi xuống cùng một lúc đó là tình hiện bây giờ và tại sao chúng ta cần phải tiếp tục theo sát và quan tâm đến là chính Hoa Kỳ ra sao những quyết định của Fed như thế nào cho đến khi nào mà chúng ta thấy dấu hiệu là Fed bắt đầu là chậm lại hay là có dấu hiệu là đổi chiều có nghĩa là họ sẽ không có bắt đầu tiếp tục tăng lãi suất nữa hay là họ sẽ không có bán nhiều trái phiếu nữa đó thì thường nghĩ thị trường mới thở phào nhẹ nhõm điều đó là khi nào xảy ra chúng ta thực sự bây giờ vẫn chưa có biết tại vì các bạn đã nhớ là cái đợt năm 2017 năm 2019 chín họ đã liên tục siết chặt cái nguồn tiền khoảng chừng là 15 tới 17 tháng sau đó đó là tình hình tại đến mức mà họ không thể tiếp tục siết chặt được nữa họ mới bắt đầu thả lỏng trở lại đợt này chúng ta chỉ bắt đầu nếu tính từ đầu tới bây giờ đó chỉ mới có 5 tháng mà thôi nhưng mà đợt này các bạn nên nhớ là họ đã tăng tốc lên rất nhiều so với năm 2017 năm 2019 và thị trường chứng khoán cũng đã phản ứng khá là dữ dội nhiều hơn cái năm 2017-2019 nữa Cái sự đi xuống rất là sâu Thì không biết là Fed có thể chịu đựng được cho tới khi nào chúng ta đã bắt đầu thấy dấu hiệu là có một số những cái chỉ số liên quan tới lạm phát đó đã có dấu hiệu chậm lại thì có thể là những gì Fed làm thực sự cũng đã có cái hiệu quả là làm chậm đi nền kinh tế khiến cho phần trăm làm phát đó đã chậm lại và có thể được quản lý và có thể thấy được cái dấu hiệu đi xuống từ đây đó là cái hy vọng của chúng ta đương nhiên nếu các bạn hy vọng là tháng sau Fed ra thông báo là bây giờ không tăng lãi suất nữa thì thường không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu tại vì Fed đã từng nói rất nhiều lần họ chỉ quan tâm đến hai điều thứ nhất đó chính là quản lý giá cả trên thị trường như là quản lý phần trăm lạm phát thứ nhì nữa đó là công an việc làm của người dân nguyên là phần trăm thất nghiệp miễn là hai cái phần trăm này đang thấp và vẫn đang à, thấp liên quan tới cái à, phần trăm thất nghiệp phần trăm lạm phát vẫn còn cao thì đương nhiên họ sẽ làm tất cả để mà giảm cái phần trăm lạm phát xuống chứ còn về chứng khoán là sao họ cũng không quan tâm tới đâu nhưng mà chứng khoán lại có cái sự ảnh hưởng như thường mới về chia sẻ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến phần trăm thất nghiệp. Thì nếu như chúng ta thấy được phần trăm thất nghiệp tăng lên mà chúng ta lại thấy được là lạm phát có cái dấu hiệu là chậm lại thì hy vọng là có đầy đủ tài liệu khoảng chừng là 2-3 tháng sau thì Fed sẽ có quyết định khác. Chứ còn trong thời gian là tháng 6 và tháng 7 này tôi nghĩ là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0,5% mỗi một tháng trong hai tháng tới đây có nghĩa là chúng ta kết thúc tháng 7 là lãi suất Hoa Kỳ đó tính theo Fed Fund Rate là khoảng 2%. Lúc đó không biết là phần trăm vay mượn tiền để mua nhà là bao nhiêu nhưng mà có thể là lên tới 7% như nhiều người dự đoán thì đương nhiên giá nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng dấu hiệu là giá nhà có thể ngưng hoặc là thậm chí giảm một chút đó là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay và thường như nhiên sẽ tiếp tục hàng ngày cung cấp thêm nhiều thông tin với các bạn và chúng ta sẽ nói tới thêm nhiều thông tin nổi bật cuối tuần này vào video ngày mai trong hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức medium Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này, cái Lucky Winner Number. Cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào, sau đó điền địa chỉ ví BAP20 các bạn tạo trên Coin98 Super App là có thể tham gia. Thông tin chi tiết sẽ mình dưới cái video này. Và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia Tham mô link của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got